Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết từng bước một cho câu này như sau. Chúng ta có y bằng fx như hình vẽ như thế này. Đề bài đang hỏi số điểm cực trị của hàm số y bằng ln của fx là bao nhiêu. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết từng bước một. Đầu tiên chúng ta phải set điều kiện của hàm số y bằng ln của fx. Chúng ta biết điều kiện bên trong của ln có nghĩa là fx bắt buộc phải lớn hơn số 0. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là những phần nào nằm ở vị trí dưới 0, có nghĩa là nằm vị trí dưới y bằng 0 này nè. Chúng ta sẽ loại hết. Tại vì sao? Chúng ta chỉ xét được cái phần dương thôi. Bây giờ chúng ta cho đạo hàm cục này thì nó sẽ ra như thế này. Bây giờ muốn đi tìm cực trị thì cho y phẩy bằng 0. Thì trong trường hợp này chúng ta chỉ có f phẩy x bằng 0. Như vậy dựa vào đồ thị chúng ta sẽ xét những điểm cực trị nó nằm ở vị trí dương thì chúng ta chỉ có các vị trí này. Đó là vị trí này và vị trí này. Vì ba vị trí này nằm ở vị trí dương của fx, cho nên trong trường hợp này chúng ta chỉ có câu C là đúng. Và đây chính là cách giải của bài toán. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.